Ngày 22 tháng 2, Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang vừa mời Phạm Bá Xuyên, 25 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy làm việc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 15 tháng 2, Xuyên chuẩn bị 3 chai bia, bên trong có chứa xăng, rồi chạy xe máy đến trước nhà anh Phạm Văn Mười ở xã Phú An, huyện Cai Lậy, dùng bật lửa đốt cháy từng chai xăng ném vào nhà anh Mười. Chai xăng phát nổ làm anh Phạm Văn Chính, anh ruột của anh Mười bị thương, phải điều trị tại trung tâm y tế huyện Cai Lậy. Tại cơ quan công an, Xuyên khai nhận do mâu thuẫn trong việc anh Mười và gia đình ngăn cấm tình cảm giữa Xuyên với con gái anh Mười, nên Xuyên đã ném chai bia có chứa xăng vào nhà bạn gái để trả thù. Ngoài ra, Xuyên còn khai nhận trước đó, vào tối ngày 12 tháng 1, Xuyên cũng đã ném một chai bia chứa xăng vào nhà anh Mười. Công an huyện Cai Lậy thu giữ một vỏ chai bia, các mảnh vỡ chai bia, một bật lửa cùng nhiều vật dụng liên quan để tiếp tục điều tra xử lý.